Giờ là đến chương trình em là lột đồ cho bác xem đấy. Quay giới thiệu qua bên ngoài thì các bác biết rồi, nó quá đẹp rồi, không thể nói được rồi. Nhưng mà cũng không thể bỏ qua cái phần lột hết đồ của em nó ra cho các bác xem cho nó thoải mái, bởi vì là bên em bán hàng online, nếu có thời gian là em lột hết cho các bác xem, bởi vì bán online có nhiều bác cái không đến được, cái thứ hai là mùa dịch nên là cứ lột ra cho thoải mái. Thật ra là những cái lột này nó cũng có cái thích, cái hay của các bác là để tôi còn biết nó như thế nào, nó đỡ mập mờ, nó dễ bán online cũng vậy. Các bác trên kênh của em thì em cũng mong các bác khi trước khi mua thì các bác cứ xem kỹ clip đơn hàng hoặc là mặt hàng em chào em giới thiệu cho kỹ cho chi tiết đi, xem giúp em cho nó hết đi, sau đó hạn quyết hạn lựa chọn có xuống tiền hay không hay như thế nào cho nó nhanh. Còn nhiều bác là cứ ấp ủ thấy thích cái lại quyết xong lại thay đổi, thích cái lại quyết. Báo cáo các bác là các bác cứ thoải mái xem nhé, xem lựa chọn đi. Đây nó ngược sáng thì nó khác ạ. Bây giờ đây nếu mà đúng chiều sáng của nó đây thì mình nhìn vào đôi loa nó rất là đẹp nhé. Nhưng nó bị ngược sáng thì nó sẽ bị tịn đi đấy. Nó sáng đôi loa tự nhiên là xấu đấy. Và đến giờ này thì em bắt đầu là khui hàng cho bác. Báo cáo các bác là đây đôi loa BMW kép đây, BMW kép CD-M7 300W một đôi này, trở kháng 8 ohm. Và đặc biệt là con này series liền kề luôn ạ. Con này 08752 thì con kia là 751 hoặc là 753 gì đấy nhá. Series liền kề luôn, liền kề luôn ạ. Liền kề luôn. Bao zin, bao xịn, bao chất cho bác. Mà bao nó nặng luôn như cục gạch cho bác luôn. Nó nặng chắc nịch tôi cho bác luôn. Được chưa? Đôi loa này có mức giá là 25.800.000, 25.800.000. Và sau đây đến phần này em đã sẽ quay vào chi tiết nội thất cho các bác. Còn về cái phần quay bên ngoài này thì em đã có một clip quay rồi. Bây giờ bắt đầu vào đến nội thất. Đây ạ. Bác nhìn nội thất của em nó đây chưa? Rồi báo cáo các bác ở ngoài nó đẹp như nào thì trong nó còn đẹp hơn thế nữa cơ. Em khẳng định là trong nó còn đẹp hơn thế nữa, các bác nhìn thấy phân tần của nó thích chưa? Phân tần chưa một lần được bóc tem. Em này còn zin lắm các bác ạ. Em chưa lấy chồng đâu. Em còn zin lắm. Em chưa bị anh nào bóc cả. Các bác nhìn này, mấy củ phân tần còn zin không? Chưa được anh nào bóc. Ok chị ạ. Bao đẹp, bao chất, bao zin cho các bác luôn. Đấy. Đây là vấn đề đến nói đến cái phân tần, được chưa? Tiền nào của đấy các bác ơi, xứng đáng với đồng tiền, tiền nào của đấy ạ. Được chưa? Em sẽ quay thật chậm cho bác nhìn kỹ lại luôn này. Đây là phân tần của em nó. Đấy, còn gỗ đây. Gỗ đây ạ. Gỗ đây. Và bây giờ là đến sang đến phần loa. Đây, đây là hai củ loa. Hai củ loa này được đúc bằng xương nhôm. Con này là bây giờ là đời cao hơn là nhôm pha gang, nhôm xung hợp kim để làm sao nó giảm bớt cái độ nặng đi. Có một số dòng đời cũ sâu hơn thì sẽ được đúc bằng gang. Đời này là đời cao rồi. Đời cao hơn nữa rồi, đời cao, đời mới hơn, đời cao hơn thì họ đã chuyển dần dần sang là đúc bằng hợp kim nhôm. Nó nhìn này, hợp kim nhôm nhưng cảm giác như kiểu là nhôm pha gang, cảm giác nó chắc chắn lắm, nó cứng, nó nặng, nó khỏe. Đấy bác nhìn được chưa? Quá zin, quá đẹp cho các bác luôn, còn nguyên bản hết cho các bác luôn. Và rất là hay là cái dòng hãng loa BMW kép này cũng như là loa Anh Quốc, côn bao giờ cũng được làm hở. Quá nhìn hở này, khoảng cách côn hở như này để làm gì ạ? Thoáng như này cơ mà để làm gì ạ? Không bao giờ bị nóng. Quá nhìn cái lỗ thoát của nó đây. Làm như này thì không bao giờ côn bị nóng ạ. Các bác có nghe hát quanh năm ngày tháng không bao giờ bị nóng. Đấy. Mỗi một đất nước thì nó sản xuất nó có một cái khác nhau. Được chưa? Trên này thì đây,
Thôi em đặt thấp thấp xuống tí nhé, không nó rơi cái đúng rồi chết em. Đây được chưa ạ, em lần đấy màng trước thì thôi khỏi phải nói rồi, đẹp mỹ mãn cho bác. 25.800 đôi này, một đôi loa này. Đây con bát super của nó đây, đây gọi con super đi. Hai con này các bác chú ý nhá, để họ lắp trên này này, con trên con dưới nó có tác dụng của nhau đấy. Bác đảo hai con này khác không được đâu nhé, bác chú ý hộ em. Nhiều lúc nhiều bác về muốn tháo ra vệ sinh để tháo cả đôi lúc về lắp nhầm. Con này chắc khó nhầm, buổi có clip rồi, nhưng mà có nhiều bác lắp nhầm rồi quay lại ý kiến với em là tại sao loa dưới nó phải phè ra, loa trên nó yếu thế, bởi vì các bác lắp nhầm. Loa bát thì đây hai con này nó khác nhau đấy, con dưới là bát, con trên là trung nhỉ ạ. Hai bác lắp nhầm cho nhau là dưới nó phè ra, trên nó đuối. Ý kiến có nghĩa là nhiều dòng loa cái củ bát nó giống hệt nhau đấy, các bác tháo ra bác đảo nhầm cái là dính đuôi, nên chú ý hộ em. Riêng đôi này thì không có nhầm được rồi, thì các bác có nhầm thì bác xem lại clip thì bác biết là nó chiều nào rồi. Nhưng mà một số dòng loa là hai con loa này này nó giống màng màu giống hệt nhau, hoặc hai con này giống hệt nhau là các bác tháo ra cái bác bị lẫn đuôi đấy. Còn nếu mà quy tắc bên em làm thì kể cả màu hay không màu thì em cũng nhấc ra đây thì con cuối cùng nó sẽ về cuối, nó sẽ dồn dần lên, quy tắc tháo loa ra như vậy. Đây là nó phân biệt màu, nhưng nó không phân biệt màu thì cũng xếp như này, nên nó không bao giờ được lẫn, không được phép lẫn đấy. Mức giá 25.800 các bác nhé, em chào các bác.